là quán ăn của dạng lẩu á mọi người. Và đây là cái quầy để mình có thể lựa những cái đồ, ví dụ như là tỏi, tiêu gì đó mình thích, mình lại đây mình lấy nè quý vị. Hả? Mọi người đang đi lấy. Còn bên đây á thì nó có những cái lỗ như thế này là các bạn tự ăn, ai ăn á thì một cái nồi, mỗi người một cái nồi lẩu đó. Và nó có một cái loại bàn là nó một cái nồi lẩu ngay chính giữa, bự thì là bự như nè để cho tất cả mọi người ăn chung. Còn loại này á thì dạng mà single, mỗi một người một cái nồi lẩu đó. Ăn lựa anh tính chấm. Chủ nhà ở nó
nó sôi. Đâu dặn nữa? Dạ nhỏ lại. Dạ số 5 là vừa ăn, nó chín rồi, số 5 á. Bỏ qua đèn miếng. Thôi không có bún mì gì hết hả? Miếng không? Lấy miếng không? Cho miếng đi. Miếng là bỏ vô cái vợt, không mấy em ra lấy ra liền. Vợt nó tôi lấy ra liền nha. Để nó rụt hả? Rụt. Ok, đây là miếng nha các bạn. Bây giờ bỏ vô cái vợt. Đi. Nhớ má hủ tiếu quá. Các bạn thấy ăn giống Việt Nam không? Chồng nó ăn dĩa lại với chồng mình. Đây, bỏ qua đây. Chồng nó lên, chồng nó lên. Rồi, để dứt bò ra thịt. Để nó rụt. Nó dột qua luôn. Không tới miếng nữa. Lớn hơn mi sen tuổi nó có cao hơn mi sen không? Đó chị, sen nó cao hơn em một xíu. Cái này nó cao hơn nó cũng chắc cũng ngang ngang em. Ủa có cái đâu một tơi nữa ta? Có. Cao phèn hãng dịch. Nhìn cứ tưởng rồi nhìn muối thì đâu có tơi. Giống nó giống thôi nhưng mà ăn không có mùi vị nữa. Có thử rồi hả? Không bỏ nó này vô. Hả? Chưa, em đợi rác hôm nay em bỏ vô để nó dai. Có gì vậy? Mực. Tại sao bỏ vô mình ăn không kịp á, nó dai, nó rất ngon. Muốn nêm nếm gì đó nêm ha. Em bỏ vô cho nó cay cho. Lấy khổ này nè. Thank you.
ba nhiều quá vậy? Nó phát nguyên chồng quá mình lấy mà. Cái này là mỗi người mà khách hàng bên đây thì sẽ được quay số trúng thưởng. Đấy là nãy chị chúc cái đó là một phần ăn sẽ được phi. Khi hồi nãy là chị mới được giống như là mừng sinh nhật á, rồi xong rồi cái người ta đem lại cái máy của quay về để quay xem rồi ai trúng được phần thưởng nào đây ta gửi tặng cho người sinh nhật á. Năm sau có sinh nhật của con mới ăn cái này, con không được quay chưa. Bữa đó con không mua quay bánh, ai kêu mẹ không mua bánh à? Bữa đó mẹ đi làm về, mẹ hỏi con mua, con nói không, mẹ mua rồi lỗ luôn hai cái tao thôi hả, thì là mình chưa có đâu. Năm sau đi, năm sau đi lọc gọi hả, lọc gọi. Kìa đâu kìa. Ủa bên em bé Lộc nó không biết chị đi ăn à? Nãy chị quay được vô cái ngôi sao may mắn một phần phi. Em nghĩ mấy cái phần kia chắc có thể là mấy phần giống như là nó tặng phẩm thêm, nó tặng đồ ăn thêm. Không có đâu anh, không có điện thoại đâu. Trời dễ gì. Đó mà phi đi toàn là nhận bất kỳ ra đây ăn. Đúng rồi, sao không đúng không? Dễ ăn của ngoại lắm. Nào mấy em. À. Tôi để thẳng đây đi. Tới rồi đó. Tới trời bữa tới chứ sao? Tâm tới. Cái gì cũng tới chứ đồ ăn là tới. Giỡn không cái gì? Nãy giờ mọi người đừng có gì hết. Có đếm không? Cái đồ khổ thấy như 2 dĩa chứ nhiêu. Rưỡi nè, bây giờ cái này ngồi xa quá, nó trong kẹt mới dính này. Hả? Ngon.
thấy ngon. Bữa đó dắt chị đi thấy nó ngon. Có hả? Có ai thêm nước không? Không. Nhiều quá. Nhiều quá. Châm còn không? Châm còn. Nãy giờ lo ăn có uống không? Nhiều quá no rồi. Sao chị cười em? Em nói đúng mà. À vậy hả? Có đúng. Chung một đội mà không hiểu nhau gì hết nè. Nước lẩu không biết có ngon hay không mà chỉ thích nước chấm, nước chấm. Chấm nước chấm mà ngon à. Ghê chưa? Giận lẫy rồi đó. Ai giận lẫy rồi? Lúc này đồng đội bận ngay. Anh cứ chờ anh nạp năng lượng xong đi. Được cái hũ vàng vậy. Ăn miếng nặng cái bụng. Về uống thuốc tiêu mới ghê. Mà ăn lúc đầu đâu có bị gì đâu. Tự nhiên ăn trúng cái nó hơi hôi cái nó bị. Này chị biết thiếu gì vậy? Cái miếng này có mè. Có vị chua. Sao tàn cuộc đây các bạn, dẹp nãy giờ là 3-4 dĩa rồi đó, 3-4 dĩa, dĩa này dĩa 4 với 5 gì đó, còn cái này là cả chục dĩa rồi. Rồi tàn cuộc với đồng ngưng rồi đó. Đây nồi lẩu con sôi bùng bùng. Mọi người đã gắt đũa. Rồi, sau khi ăn uống thì môi mộng gì bay hết trơn rồi các bạn ơi. Ai giờ bữa tiệc ngày hôm nay là nhân vật chính đây quý vị. Mọi người nhớ comment chúc sinh nhật chị ấy nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Thân chào tạm biệt, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Bye bye. Bánh gì cho con nè? Bây giờ hát đi. Ha, để xuống hát sao? Để xuống. Rồi hát sao? Để xuống. Để vô đây. Rồi hát đi. Hát happy birthday bánh kem hát sao? Happy birthday, con để xuống đây con vỗ tay. Rồi, vỗ tay coi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Vỗ tay, thổi kem sao?
Đúng rồi. Rồi con nói sao? Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Khoanh tay lại. Cảm ơn mẹ. Giỏi. Baby shark. Baby shark hả? Này để mẹ lấy mẹ bỏ vô chén cho con nha. Con có chát lên giường, trời đất ơi, chết cái giường rồi. Chưa nè. Dơ quá. Đây đây mẹ. Đưa mẹ. Rồi cầm đi. Cầm lên. Cầm lên. Ừ, hai tay, bưng hai tay để đổ. Rồi cặp đi, cặp đi. Cặp. Cặp đúng rồi, cặp. Ngon không? Con ngon không? Dạ ngon. Dạ ngon. Ừ. Giỏi. Rồi thôi, ăn bánh đi nha. Ăn bánh đi rồi chờ coi hoạt hình nha. Anh đang coi hoạt hình.